Tử vi tuổi Tân Mùi 1991, tháng 7, âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vận mệnh của những người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch là một sự tò mò, nể phục với hầu hết mọi người. Trong tháng 7 âm lịch, quý gia chủ có thể được may mắn. Tuy tháng này được mệnh danh là tháng cô hồn, tháng của cô hồn dã quỷ, là tháng được dân gian từ ngàn xưa cho là đen đủi, không nên làm những việc lớn, trọng đại. Tuy vậy, chắc chắn rồi, những người tuổi Mùi trong tháng này lại có những bước tiến hết sức đáng kể, khiến cho nhiều con giáp khác phải nể phục. Đôi khi cần phải ghen ghét, đố kỵ với may mắn của họ. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Những người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Vì vậy tuổi Mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu, tốt bụng của mình. Họ mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Tân Mùi thường gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát phân tích rõ về vận mệnh của những người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch để biết thêm chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần tổng quan gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mùi 1991, mệnh lộ bằng thổ, là người có tâm địa hiền lương, có ý chí, trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ, cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch và trước khi làm bất cứ điều gì, ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng, quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì gia chủ tuổi Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước, xứng sau. Vậy nên, đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, nên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Dự báo trong tháng 7 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Tân Mùi, trong tháng này không thật sự tốt. Công việc không thuận lợi nên thu nhập ít đi cũng là điều dễ hiểu. Gia chủ nên chi tiêu tiết kiệm, bớt những thói quen phù phiếm, tốn kém, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Tân Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người đã đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bản mệnh không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của gia chủ như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh màng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu mọi người muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải thời cơ tốt, mọi người sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại.
Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến những quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp gia chủ hóa giải những xung sát, chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Bản mệnh biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì, cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Tân Mùi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Gia chủ chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng đến mức làm việc cũng khó có thể đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt, để có thể kích tài lộc vận may trong thời gian này thì phong thủy khuyên gia chủ Tân Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ trong làm ăn, kinh doanh. Từ đó mọi việc được hanh thông, thuận lợi, thành công, áp lực kinh tế được giảm bớt trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, vận trình tình cảm không được tốt. Bản mệnh đừng mất quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng, đặc biệt là đối với gia chủ nam mệnh. Còn đối với nữ mệnh, Tân Mùi là một người khá nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm sẽ tốt đẹp và êm đềm. Tuy nhiên, tử vi tháng khuyên bản mệnh không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tháng này, bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thể có một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ của gia chủ với các thành viên. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tân Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, gia chủ tuổi Tân Mùi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe gia chủ tuổi Tân Mùi khá ổn định. Bản mệnh có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Gia chủ tuổi Tân Mùi không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe. Bản mệnh nên sống khoa học, quy củ, cân bằng công việc, cuộc sống sẽ giúp bản mệnh không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi gia chủ tuổi Tân Mùi. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Tân Mùi có thể nắm rõ tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7.
từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuổi mão. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7 tức ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Sửu. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7 tức ngày 21 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Sửu. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7 tức ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Sửu. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Mùi tiến hành công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Ngọ, Nạp Âm, Sai Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 26 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bình Ngọ, Nạp Âm, Thiên Hà Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Giúp tuổi Tân Mùi biết được những thời điểm thuận lợi để làm việc, bên cạnh đó cũng tránh được những hiểm họa trong thời gian này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.